ZEHOEZ3i, xe tay ga điện ngập công nghệ chỉ từ 11 triệu đồng. Mới đây, thương hiệu ZEHO của SafeMotion đã ra mắt sản phẩm xe điện EZ3i mới. Giá xe ZEHOEZ3i 2024 khởi điểm từ 3.299 nhân dân tệ, khoảng 11,5 triệu đồng. ZEHOEZ3i có 4 màu sắc bao gồm trắng ngà, hồng đào, xám và xanh. Xe ga điện ZEHOEZ3i được mở bán tại thị trường Trung Quốc với hai phiên bản. Trong đó, bản Vinacid chỉ có giá 3.299 nhân dân tệ, khoảng 11,5 triệu đồng. Bản pin lithium có giá 4.399 nhân dân tệ, khoảng 15,3 triệu đồng. Là mẫu xe máy cấp thấp của thương hiệu ZEHOEZ3i 2024 chạy điện có phong cách thiết kế đơn giản và thanh lịch với đèn pha và đèn hậu đều sử dụng nguồn sáng LED, đồng thời có một khoảng trắng lớn ở phần đầu xe. Các thông số cơ bản của ZEHOEZ3i với chiều dài rộng cao lần lượt là 1.694, 680, 1.095 mm, chiều dài cơ sở 1.242 mm, chiều cao yên 745 mm, khoảng sáng gầm xe 164 mm. Đặc biệt, dù là dòng xe giá rẻ nhưng ZEHOEZ3i sở hữu rất nhiều công nghệ đáng đồng tiền. Trang bị cho xe có chìa khóa kỹ thuật số, mở khóa cảm biến, mở khóa bằng mật khẩu, phục hồi động năng tùy chỉnh, kiểm soát hành trình, hỗ trợ đẩy lùi, hỗ trợ lái xe và cấu hình điều khiển điện tử. Ngoài ra, EZ3i còn được hỗ trợ nâng cấp OTA, đèn pha thích ứng, đỗ xe chống trộm và các chức năng khác. Xe sử dụng phuộc dung giảm chấn thủy lực phía trước và giảm xóc lò so phía sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ. Xe cũng được trang bị đồng hồ LCD, giao diện sạc điện thoại di động 18W, hộp đựng đồ mở ở phía trước và phía sau, phanh đĩa và khóa núm. Về hiệu suất, ZEHOEZ3i được trang bị động cơ trung tâm có công suất định mức 400W và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 25 km/h. Thông số pin của phiên bản Vinacid chỉ là 48V12A, phạm vi hoạt động tối đa khoảng 40 km. Thông số pin của phiên bản pin lithium là 48V24A, phạm vi hoạt động tối đa khoảng 85 km.